Hy hữu, người đàn ông đang đứng thì bất ngờ ngã ngửa ra ngoài lan can và phản ứng cực nhanh của người bạn. Hình ảnh ghi lại được cho thấy có 3 người đàn ông đang đứng xếp hàng trên tầng 2 của tòa nhà ngân hàng để chờ nhận lương. Thì người đàn ông mặc áo đỏ có tên là Binu đã bất ngờ ngã người ra phía sau. Sau đó người đàn ông này rơi vào trạng thái mất ý thức rồi đổ cả người xuống phía dưới. May mắn là người đàn ông tên Babu đứng bên cạnh đã nhanh chóng túm lấy chân của Binu để ngăn người đàn ông ngã khỏi ban công tầng 2. Lúc này những người xung quanh cũng nhanh chóng chạy tới hỗ trợ và kéo ông Binu vào phía trong. Theo truyền thông địa phương, sau khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ kết luận ông Binu ngất xỉu vì bị mất nước. May mắn là không bị thương và đã hồi phục. Được biết sự việc xảy ra vào ngày 18 tháng 3 tại Vadakara, miền Nam Ấn Độ, khiến người xem không khỏi thót tim. Bên dưới video, người xem đã để lại nhiều bình luận. Thật may mắn làm sao, chắc có lẽ phải chờ lâu quá nên người này mới ngất xỉu như vậy. Anh bạn có phản xạ tuyệt vời, giống như anh đã sinh ra người bạn này lần hai vậy. Hồi hộp đến tận phút cuối, đúng là quá hy hữu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày nha.